Người đang giữa bài chim của mình. Giữa đêm em bán thanh bình, tinh quang của Chúa rạng ngời khắp nơi. Người trang chẳng nói nên lời, trong lòng như sợ có lời thiên sứ trấn an. Hôm nay ngày cứu sáng xanh tại thành David cứu người trần gian, đây là dấu hiệu rõ ràng để nhận biết đúng là ngày nay chăng. Có một em bé quấn khăn nằm trong má có cuốn che tồi tàn. Trên trời xuất hiện muôn vàn thiên binh thiên sứ hòa ca tuyệt vời. Vinh đức Chúa trên trời, hòa bình dưới đất cho người ngày thương. Một đêm xưa Chúa đến đêm bình an, đêm tình yêu thương chiếu sáng soi màn ngàn. Trên bầu trời cao vang tiếng thiên thần ca, nay Chúa đem an lành cho thế nhân. Vui mừng, vui mừng tràn chứa trong lòng người, phước hạnh theo chúng ta trọn đời. Ước mong người người đều tin nhận cứu Chúa, cùng thiên sứ trên trời em hát vang. Nào lên. Các anh vội vã lên đường, rủ nhau về Bethlehem để tìm